Xin chào các bạn, sản phẩm hôm nay Điện Máy Xanh giới thiệu đến cho các bạn đó chính là sản phẩm máy lọc nước đến từ nhà Sinhao. Và sản phẩm có tên mã như trên màn hình. Thiết kế của máy là loại tủ đứng, đi kèm theo đó là tông màu xám hiện đại, phù hợp với nhiều không gian. Mặt trên của sản phẩm được làm bằng kính cường lực, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Máy sẽ được trang bị 3 vòi và 4 chế độ nước, bao gồm vòi nước RO và nước lạnh, vòi nước nóng và cuối cùng là họp lấy nước hydrogen. Vì có đến 3 vòi nên việc thao tác lấy nước cũng sẽ khác hơn so với các máy khác. Cụ thể, ở vòi nước vặn cơ, đây là nơi để lấy nước RO và nước lạnh. Còn nếu các bạn muốn lấy nước nóng thì có thể thao tác thông qua bảng điều khiển cảm ứng ở đây. Và cuối cùng là họp lấy nước hydrogen. Các bạn chỉ cần đưa ly chạm vào thanh bên trong là đã có thể lấy được nước. Máy được trang bị 11 lõi lọc, trong đó lõi RO được sản xuất tại Hàn Quốc. Chưa hết, ở lõi lọc cuối cùng, hãng sẽ trang bị lõi Nano Silver giúp chống tái nhiễm khuẩn nguồn nước. Tổng dung tích của máy sẽ là 10 lít, trong đó nước thường là 8 lít và nước lạnh là 2 lít. Tỷ lệ lọc thải của máy là 5 năm và tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy thuộc vào chất lượng nước đổ vào. Hiện tại, sản phẩm đang có giá là 15.540.000, được cập nhật vào tháng 10 năm 2024. Để có giá chính xác nhất, các bạn hãy click vào đường link trong phần mô tả. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm khác đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh. Video đến đây là kết thúc. Đừng quên like và subscribe cho kênh của Điện Máy Xanh nha.